Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với TechOne Channel. Và như bạn cũng đã biết thì ở thời điểm hiện tại đang là thời điểm mà các bạn học sinh, sinh viên chuẩn bị những thủ tục cuối cùng để bước vào mái trường đại học cũng như là mái trường cấp 3 mới, đúng không nào? Và nhu cầu sắm cho mình một chiếc smartphone để phục vụ cho việc học tập cũng như là giải trí thì không phải là của riêng các bạn học sinh, sinh viên mà ngay cả những phụ huynh cũng quan tâm để sắm cho con em của mình những chiếc smartphone phù hợp nhất mà tầm tiền thì lại không có nhiều. Và trong video ngày hôm nay thì mình xin đưa ra cho các bạn top 5 sản phẩm theo mình là đáng giá nhất trong phân khúc dưới 3 triệu đồng tại TechOne nhé. Đầu tiên sẽ là chiếc máy rẻ nhất trong danh sách ngày hôm nay, sẽ là một đại diện đến từ Apple, đó chính là iPhone 5C Lock phiên bản 32GB bộ nhớ trong. Dù đã được ra mắt cách đây từ khá lâu và không nhận được nhiều sự quan tâm ở thời điểm ra mắt, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, khi mà giá của sản phẩm này đã giảm kịch sàn thì thực sự là iPhone 5C là một sự lựa chọn hoàn toàn đáng giá cho phân khúc này. Ưu điểm của sản phẩm này đó là nó có thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm nắm, nhiều màu sắc để lựa chọn, hiệu năng cực kỳ tốt trong tầm giá, camera khá và đặc biệt là với hệ điều hành iOS thì chiếc iPhone 5C Lock khi sử dụng sẽ cực kỳ ổn định. Nhược điểm của iPhone 5C Lock đó là màn hình chưa được đẹp cho lắm nhưng vẫn là đủ dùng và phải dùng sim ghép và jailbreak để fix lỗi. Và đặc biệt thì viên pin của máy mang theo cho thời gian sử dụng không thực sự ấn tượng cho lắm. Tuy nhiên thì đây vẫn là một sự lựa chọn cực kỳ đáng giá trong phân khúc này. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn đề cập đến trong danh sách này đó chính là chiếc LG G3 Mỹ mới 99%, một cựu flagship đến từ LG. Dù cũng đã ra mắt được cách đây khá lâu, tuy nhiên thì với cấu hình của một siêu phẩm ở thời điểm ra mắt thì ở thời điểm hiện tại LG G3 vẫn đáp ứng đủ mọi nhu cầu của các bạn từ dễ đến khó. Ưu điểm của chiếc máy này đó là nó có màn hình 2K rất đẹp, hiệu năng cao, đáp ứng tốt cho nhu cầu giải trí, camera ở mức khá và có rất nhiều tính năng hay đến từ LG như là việc camera có công nghệ lấy nét bằng laser, double tap để mở và đóng màn hình. Điểm yếu đáng kể nhất trên LG G3 có lẽ phải kể đến việc viên pin mà máy mang theo cho thời gian sử dụng không được ấn tượng cho lắm và nó là một chiếc máy cũ. Ngoài ra thì còn một số lỗi mà cộng đồng mạng cũng đã phản ánh cho mình, đó là việc máy có tình trạng bị nứt mic hay là loạn cảm ứng. Với những sản phẩm của LG thì thường rất hay gặp lỗi vặt, vậy nên đây cũng có thể là một điểm trừ cho chiếc LG G3 này. Nhưng mà với những lỗi vặt đó thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì những chiếc G3 Mỹ mới 99% mà TechOne nhập về thì được test rất cẩn thận, vậy nên các bạn hoàn toàn không phải lo lắng gì cả. Trong top những sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ thì nếu như mà không nhắc đến những sản phẩm của Xiaomi thì có lẽ quả là một tội ác, đúng không nào? Và trong danh sách này thì mình đã đề xuất hai cái tên đến từ nhà sản xuất Trung Quốc này, đó chính là chiếc Xiaomi Mi4 và chiếc Xiaomi Mi4C. Trước tiên hãy nói về chiếc máy đình đám Xiaomi Mi4 đã. Xiaomi Mi4 nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người tiêu dùng ở thời điểm ra mắt và trong suốt quãng thời gian từ đó đến giờ, độ hot của chiếc máy này vẫn là chưa hề suy giảm, thậm chí là nó còn tăng lên khi mà chiếc flagship năm 2014 của Xiaomi đã được phân phối chính hãng và TechOne bọn mình là một trong những cửa hàng cung cấp chiếc Xiaomi Mi4 chính hãng này đến tay người dùng. Ưu điểm của chiếc máy này đó chính là máy có một thiết kế đẹp, nhỏ gọn, màn hình rất đẹp, hiệu năng cực tốt, camera khá, pin khá, độ bền bỉ cao và là một sản phẩm mới 100% full phụ kiện và được cộng đồng sử dụng hỗ trợ một cách cực kỳ đông đảo, từ những lỗi vặt nhỏ nhất cho đến những bản ROM. Điểm yếu đầu tiên của chiếc máy này đó chính là việc máy không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài, vậy nên với bộ nhớ trong là 16GB thì có lẽ là các bạn sử dụng sẽ hơi bị tù túng. Màn hình của máy tuy đẹp tuy nhiên lại có hiện tượng bị ám vàng. Đồng thời thì nhiệt độ tỏa ra trên chiếc máy này mình đánh giá cũng là khá cao, vậy nên đây chính là nhược điểm lớn nhất của máy, khi cầm trong tay sẽ đem lại cảm giác là khá khó chịu. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về chiếc Xiaomi Mi4C. Chiếc máy này thì mới đây đã được giảm giá và giá của nó hiện tại đang thuộc phân khúc dưới 3 triệu đồng, cực kỳ là đáng giá trong phân khúc này. Và với ý kiến cá nhân của mình thì chiếc Xiaomi Mi4C thực sự là chiếc máy đáng mua nhất trong phân khúc giá dưới 3 triệu đồng với những gì mà nó mang lại. Ưu điểm đầu tiên của chiếc máy này chắc chắn phải kể đến hiệu năng cực kỳ bá đạo từ con chip Snapdragon 808 mà chiếc máy mang theo. Đáp ứng tốt mọi nhu cầu giải trí của các bạn, từ những game nhẹ nhất cho đến những game nặng nhất hiện tại. Camera ở mức khá, pin tốt, máy có khá nhiều màu sắc để lựa chọn như chiếc iPhone 5C. Điểm yếu trên chiếc máy này có lẽ là việc máy không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài như trên chiếc Xiaomi Mi4. Và cảm giác cầm nắm mà chiếc máy này mang lại là không thật sự ấn tượng. Khi mà mình cầm chiếc máy này trên tay thì có cảm giác là nó có thể rơi bất cứ lúc nào vì mặt lưng của máy được làm từ nhựa trơn bóng, cầm trong tay sẽ khá là trơn. Chiếc máy cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay sẽ là một sản phẩm tiếp theo đến từ Apple, chiếc iPhone 5S Lock. Ưu điểm của chiếc máy này đó là nó có một thiết kế rất đẹp, nhỏ gọn, tiện dụng, màn hình ở mức khá, hiệu năng bá đạo, camera tự động nhanh, được Apple hỗ trợ phần mềm một cách cực kỳ là lâu dài và đã được jailbreak ở các phiên bản iOS mới nhất, chỉ trừ phiên bản mới nhất là 9.3.4 thôi. Nhược điểm đầu tiên mà mình phải kể đến trên chiếc máy này có lẽ là việc viên pin mà máy mang theo cho thời gian sử dụng là không thật sự ấn tượng cho lắm. Đồng thời thì máy cũng không hỗ trợ thêm khe cắm thẻ nhớ. Trong phân khúc giá này thì các bạn chỉ có thể mua được chiếc iPhone 5S Lock với phiên bản bộ nhớ trong là 16GB thôi. Vậy nên với mình 16GB là cực kỳ tù túng để sử dụng. Đồng thời thì đây cũng là một chiếc máy Lock, vậy nên là chúng ta sẽ phải sử dụng sim ghép cũng như là jailbreak fix lỗi thì mới dùng hoàn toàn bình thường được. Mình cũng ghi nhận là nhiệt độ khi sử dụng trên chiếc máy này tăng lên khá là nhanh vì cơ bản là nó có thiết kế bằng kim loại, vậy nên cái điều này là hoàn toàn dễ hiểu thôi, đúng không nào? Tuy nhiên thì chiếc iPhone 5S Lock này theo mình cũng là một sản phẩm rất là đáng mua trong phân khúc giá này. Đặc biệt là với những bạn không có nhiều tiền, tuy nhiên lại muốn sở hữu một sản phẩm đến từ Apple, sử dụng cực kỳ ổn định và mượt mà trong thời gian dài. Ok, và vừa rồi thì mình đã vừa liệt kê cho các bạn top 5 sản phẩm mà theo mình là cực kỳ đáng giá trong phân khúc dưới 3 triệu đồng tại TechOne. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ rằng sản phẩm nào sẽ phù hợp nhất trong phân khúc giá dưới 3 triệu đồng mà các bạn cho là đáng giá nhất? Xin mời hãy comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.